hết nè các bạn, là bán kiểm quá nè cả nhà. Đứng ngoài này chơi vui má. Chắc ngày mai tao đốt pháo thì ha. Đó, ngày mai không? Đi, đi dài dài qua đây chứ. Ồ, người ta có bán bông, bán gì ngoài này nhiều. Kiểm coi cái hàng lớn của mình còn cái gì không ha. Hên quá còn hai cái thằng đó nó rinh hai tổng đá ha. Ê ê ê chị không có lấy tổng ở đây được. Không, kiểm gì nó không có. Con này nó kiểm gì. Đi vô tổng. Yeah.